Xin kính chào quý vị và các bạn. Đầu lai em Huy thay mặt Đài Tây Nguyên xin chúc cả nhà mình lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Huy giới thiệu cả nhà mình cặp sâm Hàn Quốc rất là đẹp. Cái cặp này một bình Hàn Quốc cả nhà. Loại này mình ngâm ở trên 2 năm rồi, thơm phức luôn, thơm nước mũi luôn cả nhà. Lượng này là bao ngon, bao chất lượng, bao đẳng cấp, không chê vào đâu được, rất là đẹp. Một cặp này có giá là 4,5 triệu nha cả nhà, bao ship mọi miền Tổ quốc. Một bình này là hai củ, một củ to, một củ nhỏ, ngâm rất là chắc. Bình này là bình Hàn Quốc cả nhà, chiều cao tầm khoảng 40 đó. Cao tầm 40 đó, là món quà ý nghĩa cho người thân thương này, đồng nghiệp đối tác này, tặng một cặp này hết sảy luôn, thơm hơn muối sầu riêng. Là cuối like, chúc cả nhà mình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.